U17 PVF thuộc về hậu vệ Trịnh Quang. Hiệp 1 của trận chung kết đã được bắt đầu. Coi đã không có lỗi việt vị ở trong tiếng vừa rồi, đó là một pha di chuyển thông minh của Ngọc Sơn. Bóng đi vọt sang ngang, là pha dứt điểm của Võ Nguyên Hoàng. Hãy cùng xem lại tình huống đá phạt góc. Người sẽ thể hiện quả đá phạt góc là Văn Tùng, một pha phối hợp đá phạt góc nhanh. Động tác giả, rất nguy hiểm. Gôi, không vào. Đó là một pha dứt điểm ở cự ly rất gần. Ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp này. Người đã dứt điểm cuối cùng chính là đội trưởng Trần Quốc Đạt. Người đã dứt điểm cuối cùng chính là đội trưởng Trần Quốc Đạt. Số vẫn đang là 0-0. Rất nguy hiểm. Đây là cơ hội dành cho đội áo trắng. Tiếng còi đã cất lên. Đã có lỗi việt vị. Xuống ở trong tình huống vừa rồi. Chúng ta sẽ cùng xem lại đường truyền của Văn Trung. Văn Tùng là người đang đứng trước bóng, nhưng anh không phải là người dứt điểm. Rất nguy hiểm. Bóng khẽ chạm vào hàng rào và đổi hướng một chút. Thanh Hóa. Hiệp 1 của trận đấu đã và va chạm rất mạnh và có thể sẽ có thẻ phạt. Cầu thủ của PVF đang bị đau. Cơ hội. Bóng vừa cắt ngang khung thành của U7 Thanh Hóa. Đó có lẽ là pha thoát xuống của Văn Trung. Văn Tùng. Ngày nay thì Văn Tùng không có nhiều cơ hội. Khá hay nhưng đã có lỗi việt vị. Bóng được đưa vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận. Như vậy là U17 Thanh Hóa tiếp tục có những cơ hội nguy hiểm hơn. Trợ lý trọng tài đã căng thẳng. Thêm một lần nữa thì Nguyên Hoàng ở vào thế việt vị. Vòng chung kết U17 năm 2018 cho tới thời điểm này vẫn chưa thể làm được gì. Nhưng đây có vẻ như là một góc quay cho chúng ta thấy xuống bóng về khung thành của U17 Thanh Hóa. Những bạn ta sẽ cùng xem lại cú đá này. Cả hai sẽ là cú sút của Võ Nguyên Hoàng. Võ Nguyên Hoàng không vào. Bóng đã đi ra bên ngoài khung thành. Nhất của U17 PVF đã không thành công. Ngọc Quý và thủ môn Trần Lâm Hào rất chuẩn xác. U17 Thanh Hóa dẫn 1-0 ở đoạn luân lưu. Đã đi vào góc khó. Văn Trung là người đá quả thứ hai. Chính xác. Gia Huy không vào. Bây giờ thì tới lượt cầu thủ của U17 Thanh Hóa thực hiện không thành công. Của U17 PVF đã có một phản xạ và phán đoán chính xác. Sau hai lượt sút và thành công. Cầu thủ vừa đá phạt 11m thành công đó là Quốc Hoàng. Thái Sơn và thủ môn Trần Lâm Hào. Chính xác. Một thoáng thoát tìm với các cổ động viên. Tiến Ba và thủ môn Trung Tuấn. Tiến Ba. Không có một cơ hội nào dành cho thủ môn của U17 Thanh Hóa. Cú đá đi vào góc khó. Đội bóng của huấn luyện viên Muley Ajin. Cầu thủ sẽ thể hiện quả đá này cho U17 Thanh Hóa là Văn Đại. Và cũng thành công. Lượt sút thứ 5. Quang Trường. Thủ môn của U17 Thanh Hóa là Trung Tuấn đã đoán được hướng sút nhưng không thể ngăn cản cú đá 11m vừa rồi. Tỷ số của loạt luân lưu đang là 4-3. Văn Tùng. Và đó cũng là một bàn thắng dành cho U17 Thanh Hóa. Với tỷ số 4-4 ở loạt sút phạt luân lưu. Cú đá của Phương Nam. Không vào. Cơ hội rất lớn dành cho U17 Thanh Hóa vào thời điểm này. Lượt sút thứ 6. Đây có thể sẽ là cú sút quyết định của trận chung kết. Hà Châu Vi và thủ môn Lâm Hào. Thành công! U17 Thanh Hóa đã vô địch!
vô địch. Và đây là sự bùng nổ của các cổ động viên, ban huấn luyện và các cầu thủ U7 Thanh Hóa. Lần đầu tiên họ ghi tên mình vào ngôi vị cao nhất của vòng chung kết U7 quốc gia. Cú đá quyết định của Hà Châu Phi. Và đây là thời điểm mà Bầu Đệ cùng với đội ngũ cộng sự của mình có thể ăn mừng, cũng như là toàn bộ người hâm mộ bóng đá xứ Thanh.